Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay là một video về night routine và routine này đặc biệt dành cho da của mình sau Tết nha. Sau Tết thì da của mình mọi người có thể thấy trên video đó, nổi mấy cục mụn to đùng luôn. Và mình đã phải thay đổi cái routine của mình để cho phù hợp với cái làn da hiện tại của mình nhé. Và ok, mọi người hãy cùng xem video của mình và hãy mang hết đồ skincare ra để cùng skincare cùng mình nha. Sau khi đánh răng xong thì mình sẽ vào bước tẩy trang luôn nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng tẩy trang mascara chuyên biệt của nhà Harry Mac để mà tẩy trang cái phần mascara dưới và cái phần eyeliner. Ở trên thì mình vẫn còn phần nối mi cho nên là mình không có chuốt được. Và cái loại tẩy trang mascara này thì mình nghĩ ai cũng nên sắm một cây nha. Trời ơi, nó tiện dã man lúa mọi người. Chỉ cần một đường nhẹ nhàng là nó đã ra hết cái phần mascara kể cả waterproof luôn. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng micellar water của nhà L'Oreal. Mình đã sử dụng gần hết cái chai này luôn rồi và mình nghĩ sắp tới thì chắc mình sẽ đổi sang một loại mới thử xem sao. Và cái chai này mình sử dụng khá là thích nha. Da khô, da nhạy cảm có thể sử dụng ngon ơn luôn. Và đối với nước tẩy trang thì mình cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nó lành tính, nhẹ dịu và tẩy trang sạch là được rồi. Và cái bạn L'Oreal này làm rất là tốt nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt của nhà Sun By Me nha. Đây là một trong những bàn sữa rửa mặt mà mình thích nhất từ trước tới giờ luôn á, và mình đã mua đi mua lại rất là nhiều lần rồi. Và bàn này có chứa thành phần rất là tốt cho da mụn, cho nên là vào những ngày bị mụn mình sử dụng thấy nó rất là đã luôn á, mát lạnh ở trên da và ngoài ra cái lớp bọt của nó tạo cũng rất là mịn màng nữa. Điều đặc biệt là sau khi rửa mặt không có làm bị khô da của mình nha. Nói chung là cảm giác của mình sau khi sử dụng bàn này là nó rất là sạch sẽ và nó rất là thoáng cái da của mình luôn. Và sau đó mình sẽ lau khô mặt nha. Mình sử dụng khăn một lần. Và bạn nào muốn mua cái loại khăn này thì mình sẽ để link mua hàng ở bên dưới nha. Mình mới phát hiện ra được cái loại này và mình rất là thích luôn á. Và tiếp theo là bước toner. Toner thì mình vẫn sử dụng của nhà Clé thôi, cho nên là mình không có nhắc gì nhiều đến bước này để các bạn đỡ chán nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng BHA của nhà Obagi nha. Đây là một sản phẩm mà mình đã từng nhắc đến trong video của mình. Nó là cứu tinh trong công cuộc trị mụn của mình luôn á mọi người. Khi mà sử dụng thì mọi người có thể lấy phần bông và nhấn lại phần nắp như thế này. Và bình thường mình sẽ nhấn pha phâm nha. Sản phẩm này chỉ có chứa 2% salicylic acid nha. Và nó là một dạng tẩy tế bào chết hóa học. Và đối với các bạn chưa bao giờ sử dụng BHA thì mình khuyên mọi người nên sử dụng các loại BHA nhẹ nhàng trước. Bởi vì cái sản phẩm này nó khá là mạnh ở trên da á, nên là sử dụng lần đầu nó sẽ rất là khô da của mình luôn. Cái điểm mạnh của BHA đó chính là nó tẩy tế bào chết ở sâu cái lỗ chân lông của mình luôn. Nó giúp cho mình loại bỏ sạch sẽ được bã nhờn nè, tránh khỏi mụn ẩn. Và ngoài ra còn có tác dụng giảm mụn đầu đen nữa. Và ngoài ra đối với mụn viêm thì sau thời gian mình test với cái cục mụn ở trên trán thì mình thấy nó cũng gom cồi rất là nhanh luôn. Cho nên đây là một sản phẩm một công đôi chuyện luôn á. Bởi vì BHA của nhà Obagi thì nó thấm rất là nhanh luôn, cho nên mình chỉ cần chờ 10 phút là đã vô bước tiếp theo được luôn rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng serum cấp ẩm của nhà L'Oreal nha. Nếu mà mình có làm video và top những cái loại serum mình thích nhất thì chắc chắn sẽ có em này ở trong top luôn nha. Kết cấu serum hơi sánh đặc nhẹ và thẩm thấu vào da rất là nhanh luôn, không gây nhừn rít ở trên da của mình, không có chứa hương liệu, nó rất là phù hợp với các bạn có làn da nhạy cảm nha. Sản phẩm có chứa 0.5% HA cấp ẩm tức thì cho làn da, cho nên là vừa apply lên mình đã thấy da mình mịn căng ngay luôn rồi. Ngoài ra còn có chứa 1% HA thẩm thấu sâu vào cái lớp bỉ bề cuối cùng, cảm giác da được căng mịn lâu lắm luôn á. Sử dụng em serum này da mềm mịn và luôn thấy ẩm luôn. Và để khóa lại tất cả các bước dưỡng của ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng một loại kem dưỡng đến từ nhà Bioderma nha. Loại kem dưỡng này thì mình đã tâm tư rất là lâu rồi và đợt này thì mình mới mua thử ra sử dụng và mình cực kỳ thích luôn á mọi người. Bạn này có tác dụng giúp kháng khuẩn, làm lành các vết thương ở trên da của mình nha. Ngoài ra còn có tác dụng khóa ẩm, duy trì độ ẩm, giảm sự mất nước da của mình nữa. Và mình đánh giá bạn này ngang ngửa với lại La Roche-Posay Bobby 5 nha. Và mình sẽ thay phiên nhau sử dụng tùy theo tâm trạng của mỗi ngày nè. Chất kem của bạn này thì nó vẫn là chất kem đặc, cho nên là nó sẽ khá là dày ở trên da một chút. Đối với các bạn da khô thì sử dụng rất là phê luôn. Còn đối với các bạn có làn da hỗn hợp đến làn da dầu thì nên sử dụng các loại có dạng gel nha. Quên mất là bước cuối cùng mình lúc nào cũng muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là bước chấm mụn của nhà Differin. Đây là một cái sản phẩm mà mình rất là tâm đắc luôn và không bao giờ có ý định đổi luôn á. Thành phần của bạn này thì có chứa 0.1% metabalen nha. Và mình chỉ sử dụng để chấm lên cái nốt mụn sưng viêm thôi. Và mình thấy là chỉ còn chấm từ 3 đến 4 lần là cái nốt mụn của mình đã được gom cồi lại rồi. Và chỉ cần khư khư nhẹ là nó đã bay cái cồi ra luôn. Và cuối cùng là không thể nào quên được bước dưỡng môi rồi.
hôm nay mình sẽ sử dụng son dưỡng của nhà Kames. Cái dạng tuyết thì mình thấy nó khá là lỏng cho nên là không phù hợp để mà dưỡng ban đêm lắm. Cái lò thở này thì mình thấy nó dày ở trên môi hơn cho nên nó dưỡng ẩm được tốt hơn nha. Và bước cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay đó chính là body lotion. Đối với một người có làn da khô như mình thì bước này không thể bỏ qua nha. Và đây là loại body lotion mà mình mới được khai sáng dạo gần đây luôn, xài siêu mê luôn á. Đây là body lotion của nhà Malaysia Kiss, là một brand đến từ Thái Lan. Mà thường những brand đến từ Thái Lan thì mình thấy luôn có mùi rất là thơm luôn. Malaysia Kiss là một brand lotion bán rất chạy ở Watson, Thái Lan và nay đã có mặt tại Việt Nam rồi nè. Ngoài tác dụng dưỡng ẩm da siêu thích nhờ các chiết xuất từ tinh dầu hạt nho, hạt maca, vitamin E, A, C giúp nuôi dưỡng làn da cơ thể mượt mà lên tới 48 giờ. Ngoài ra còn có chứa glutathione giúp trắng sáng và chống oxy hóa cho da nữa. Đặc biệt, chất kim mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây vết dính. Cái điểm mình rất là thích của dòng body lotion này đó chính là mùi hương. Có rất là nhiều mùi nhưng mình thích những tông ngọt vanilla, cho nên là mình chọn mùi sweet vanilla này. Mùi hương nhẹ nhàng, không quá nồng gắt nên sẽ không ảnh hưởng đến người đối diện. Và nếu mọi người có dùng thêm nước hoa cũng sẽ không bị lấn át mùi hương nha. Và mùi hương nước hoa này sẽ được lưu hương trên người mình cỡ khoảng 8 tiếng đồng hồ lận. Ngoài cái hương vanilla này thì mình thấy có rất là nhiều hương khác nữa mà mình cũng khá là thích. Cái mùi Lost in Paradise thì nó sẽ kiểu nồng hơn một chút. Và ngoài ra còn có mùi Crazy in Love cũng rất là thơm nha. Và bạn nào thích tông mùi mát mát thì có thể thử mùi Happy Sunday. Nói chung đây là một brand lotion mà mình thấy giá thành rất là ok mà còn hiệu quả nữa. Mọi người có thể mua body lotion của nhà Malaysia Kiss ở Watson, Việt Nam hoặc là ở Thế Giới Skin Food nha. Ok, vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe channel của mình nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye!